Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng ngày hôm nay ngày 2 tháng 6 trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam sau khi leo lên đỉnh gần 5 tháng ở phiên trước nhờ đồng USD tiếp tục suy yếu. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay, ngày 2 tháng 6 năm 2021 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin của thị trường vàng thế giới. Tại thị trường vàng thế giới, giá vàng giảm nhẹ dù cho đồng USD neo ở mức thấp. Trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay ngày 2 tháng 6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,04% xuống ngưỡng 1.898,6 USD trên ao. Giá vàng giao tháng 6 cũng giảm 0,17% xuống ngưỡng 1.901,85 USD. Giá vàng ổn định gần đỉnh 5 tháng trong phiên giao dịch ngày hôm qua thứ ba ngày 1 tháng 6 nhờ đồng USD suy yếu khi thị trường tập trung vào dữ liệu kinh tế Mỹ, dự kiến được công bố vào cuối tuần này. Đồng USD tiếp tục suy yếu, giá vàng trở nên rẻ hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Tại thời điểm đầu giờ sáng ngày hôm nay, chỉ số đô la index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ khác trong rổ tiền tệ giảm 0,08% xuống ngưỡng 89,922 điểm. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng nhẹ đã kìm hãm đà tăng của giá vàng, vì nó làm tăng chi phí cơ hội sở hữu tài sản không sinh lời như vàng. Mặc dù vậy, theo chuyên gia Carton Firth nhận định điều này không thể gây áp lực cho vàng trong dài hạn, nếu nó vẫn thấp hơn tỷ lệ lạm phát. Vì vậy, chúng tôi dự đoán giá sẽ leo lên 2.000 USD trên ao vào cuối năm nay, theo ông Firth nói thêm. Vàng vẫn thường được coi là hàng rào chống lại lạm phát, có thể hình thành do việc in tiền rộng rãi của các ngân hàng trung ương để hỗ trợ phục hồi kinh tế, đã ghi nhận tháng tốt nhất trong năm vào tháng 5, một phần nhờ lo ngại về lạm phát leo thang. Các nhà đầu tư đang chờ đợi các kết quả kinh tế quan trọng của Mỹ, với sự kiện chính là số liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến được công bố vào thứ Sáu ngày 4 tháng 6. Theo nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao của Reuters cho biết, giá vàng giao ngay có thể tăng lên mức 1.932 cho đến 1.953 USD trên một ao. Theo chiến lược gia Margaret Zhang tại Daily FX cho biết, giá vàng đang trong đà tăng mạnh nhờ sự rụt giảm của đồng USD và lo ngại về lạm phát. Có thể một yếu tố hỗ trợ khác là sự trở lại của người mua Trung Quốc và Ấn Độ. Trong ngắn hạn, nếu vàng có thể phá vỡ ngưỡng 1.922 USD trên ao, nó có thể mở ra cơ hội cho một đợt tăng tiềm năng khác, ông Zhang nói thêm. Trên đây là một số thông tin của thị trường giá vàng trên thế giới. Thế còn giá vàng tại thị trường vàng trong nước diễn biến như thế nào? Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào một số thông tin của thị trường vàng trong nước. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, chốt phiên giao dịch ngày hôm qua tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng trong nước cùng tăng mạnh tới 350.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Tại hai tập đoàn Doji và Phú Quý, vàng SJC cuối phiên đồng loạt điều chỉnh tăng 300.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán. Còn tại hệ thống PNG, giá vàng SJC bật tăng mạnh ở chiều mua là 350.000 đồng trên lượng, còn tại chiều bán là 250.000 đồng trên mỗi lượng. Bước sang ngày giao dịch hôm nay, ngày 2 tháng 6 năm 2021, giá vàng tại thị trường vàng trong nước diễn biến như thế nào? Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho tới 10 lượng, mua vào 5.685.000, bán ra 5.745.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán. SJC Hà Nội chiều mua vào 5.685.000, bán ra 5.747.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Tại Doji Hồ Chí Minh, chiều mua vào 5.690.000, bán ra 5.765.000, không có sự thay đổi nào về giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hà Nội, chiều mua vào là 5.685.000, bán ra 5.755.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Tại PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội, chiều mua vào là 5.680.000, bán ra 5.755.000, cùng giảm 150.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Tại Phú Quý SJC, chiều mua vào là 5.690.000, bán ra 5.750.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Eximbank, chiều mua vào là 5.680.000, bán ra 5.740.000, giảm 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng ACB, chiều mua vào là 5.690.000, bán ra 5.740.000. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố.
Ở thời điểm hiện tại, vàng SJC ở một số tỉnh thành phố giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng, chiều mua vào là 5.685.000, bán ra 5.747.000. SJC Nha Trang, chiều mua vào là 5.685.000, bán ra 5.747.000. SJC Cà Mau, chiều mua vào là 5.685.000, bán ra 5.747.000. SJC Bình Phước, mua vào 5.683.000, bán ra 5.747.000. SJC Huế, mua vào 5.682.000, bán ra 5.748.000. SJC Biên Hòa, chiều mua vào là 5.685.000, bán ra 5.745.000. SJC Miền Tây, mua vào 5.685.000, bán ra 5.745.000. SJC Quảng Ngãi, mua vào 5.685.000, bán ra 5.745.000. SJC Long Xuyên, chiều mua vào là 5.687.000, bán ra 5.750.000. Tiếp theo là giá vàng 4 số 9 và vàng nữ trang SJC. Ở thời điểm hiện tại, giá vàng 4 số 9 và vàng nữ trang SJC dao động giảm trong khoảng từ 63.000 cho đến 150.000 đồng trên mỗi lượng. Đầu tiên là nhẫn 4 số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ, chiều mua vào là 5.330.000, bán ra 5.390.000, giảm 150.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 4 số 9 mua vào 5.290.000, bán ra 5.360.000, giảm 150.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 24K mua vào 5.206.9000, bán ra 5.306.9000, giảm 149.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào là 3.835.4000, bán ra 4.035.4000, giảm 113.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào là 2.940.2000, bán ra 3.140.2000, giảm 87.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 10K mua vào là 2.050.3000, bán ra 2.250.3000, giảm 63.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, nhà đầu tư lo ngại lạm phát trong tương lai có thể tồi tệ hơn khiến dòng tiền tìm về kênh trú ẩn an toàn là vàng. Theo giới phân tích kỳ vọng, đà tăng giá của kim loại quý sẽ còn tiếp tục để giá vàng có thể trở lại ngưỡng 1.950 USD. Trong phiên ngày hôm qua, sau nhiều ngày tăng liên tiếp, số lượng vàng nắm giữ của một số quỹ đầu tư bất ngờ bán ra 2,3 tấn. Động thái chốt lời có làm đà tăng của giá vàng chững lại đôi chút. Tuy nhiên, rủi ro hiện hữu với giá vàng lần này là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể sẽ thu gọn các gói nới lỏng tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Thị trường tài chính tiền tệ cũng đang vận động trong bối cảnh chứng khoán thế giới diễn biến trái chiều do các nhà đầu tư có xu hướng bán tháo khi đối mặt với sự không chắc chắn giữa mối lo lạm phát và kỳ vọng kinh tế phục hồi. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống còn 1,59% cũng được cho là một trong những yếu tố hỗ trợ cho giá vàng. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.